Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay, ngày 4 tháng 3. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Tình hình không khí lạnh, mưa phùn, sương mù ở miền Bắc trong tháng 3. Nắng hầm hập, người dân thành phố Hồ Chí Minh mong ước những con đường rợp cây xanh. Sống ở nơi lạnh tới âm 71 độ C, người dân tắm giặt có thể mất nguyên cả ngày. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo khả năng xuất hiện không khí lạnh cũng như mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù ở miền Bắc trong tháng 3 năm 2024. Trong tháng 2, nắng nóng xuất hiện 2 đợt trên khu vực Đông Nam Bộ vào các ngày từ 13 đến ngày 19 tháng 2 và từ 22 đến ngày 27 tháng 2. Ngoài ra, trong tháng, một số nơi ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, như Đồng Nai 38 độ, Tương Dương 38,2 độ ngày 21 tháng 2. Cũng trong tháng này, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1 đến 2 độ. Một số nơi tại Tây Bắc và khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế cao hơn trên 2 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Lai Châu có nền nhiệt thấp hơn khoảng 0,5 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 3 năm 2024, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, tập trung nhiều hơn trong nửa đầu tháng. Song ít khả năng xuất hiện không khí lạnh với cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài như vừa qua. Khu vực Đông Bắc Bộ vẫn khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Cuối tháng, vùng áp thấp phía Tây xu hướng mở rộng có thể gây nắng nóng cho một số nơi ở Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ trung bình cả nước trong tháng 3 dự báo cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở miền Đông Nam Bộ và cục bộ ở miền Tây Nam Bộ. Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 5 đến 15mm, một số nơi ở Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 15 đến 40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong ngày hôm nay mùng 4 tháng 3. Thủ đô Hà Nội, trời trong xanh, bắt đầu có mây, sau đó nắng trở lại, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Thành phố Vinh, trời quang, nhiều nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Thành phố Huế, trời trong xanh, có nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Thành phố Đà Nẵng, thời tiết ít mây, nắng nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nắng, ít mây, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 này, nắng nóng bất thường ở thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, vã mồ hôi khi ra đường. Nhiều người hạn chế ra ngoài vào giờ trưa, khi ra ngoài cũng trang bị kính râm hay áo chống nắng, khẩu trang kín mít. Có người còn mang theo nước để tránh mất nhiệt. Bóng râm cây xanh, dạ cầu, bóng mát của các tòa nhà là nơi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, tránh nắng nếu bắt buộc có việc phải ra ngoài. Nhiều con đường ở thành phố Hồ Chí Minh như Hoàng Sa, Trường Sa, quận Bình Thạnh, Ngô Gia Tự, đường mùng 3 tháng 2, Nguyễn Tri Phương, quận 10 là nơi có những hàng cây xanh rợp bóng mát, điều khiến cho nhiều người thấy dễ chịu, nhẹ nhõm hẳn khi di chuyển qua đây. Theo ghi nhận, khi dừng đèn đỏ giữa trời nắng chang chang, nhiều người vã mồ hôi khó chịu. Lúc này, bóng cây là nơi trú nắng lý tưởng của nhiều người. Theo những người dân buôn bán trên tuyến đường này, những ngày này họ bán hàng đắt hơn vào buổi trưa và chiều khi nhiệt độ tăng cao. Một người dân khi đi làm cho biết, mỗi ngày mình di chuyển hơn 20 km từ thành phố Thủ Đức đến công ty. Vì trời nắng nóng, chị hạn chế ra đường vào buổi trưa. Mỗi khi đi ra đường giờ trưa như cực hình, dù đeo khẩu trang, kính, vai chống nắng nhưng vẫn thấy mệt. May mắn khi di chuyển qua nhiều con đường có mấy gốc cây cổ thụ, thấy dễ chịu hơn. Người dân mong con đường nào cũng có nhiều cây như vậy sẽ bớt ám ảnh cảnh nắng nóng. Thưa quý vị, tắm giặt vốn là một trong những hoạt động quen thuộc trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày của người dân trên khắp thế giới. Nhưng ở vùng đất khắc nghiệt như làng Yakutia thuộc Siberia, Nga, chuyện này không hề đơn giản. Bởi ngôi làng này nằm ở nơi lạnh nhất thế giới, có người sinh sống. Nhiệt độ vào mùa đông có thể hạ xuống âm 71 độ C, cản trở mọi hoạt động tưởng như rất bình thường của con người. Kyunbe là một cô gái sống trong ngôi làng này. Cô thỉnh thoảng chia sẻ những hoạt động thường nhật của người dân địa phương, qua đó cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa cuộc sống tại ngôi làng lạnh nhất thế giới với phần còn lại của thế giới. Cô cho biết, cuộc sống ở nơi lạnh nhất thế giới không hề dễ dàng. Những người dân ở làng sẽ dành những ngày cuối tuần để giặt giũ trong căn nhà tắm bằng gỗ. Đây là cách vệ sinh cá nhân duy nhất vì làng không có nguồn nước sinh hoạt. Từ sớm, anh Stanislay cùng với con trai sưởi ấm căn nhà gỗ để nước đạt nhiệt độ thích hợp. Phòng tắm được làm ấm bằng bếp đốt củi. Nhiệt độ trong phòng xông hơi có thể lên tới hơn 70 độ hoặc cao hơn.
họ phải mất tới 5 tiếng để khởi động hệ thống lò sưởi. Cách làm này cũng tốn nhiều gỗ củi. Bởi vậy, người dân ở đây chỉ tắm 1 đến 2 lần mỗi tuần vì rất tốn thời gian. Sau khi nhà tắm nóng lên, anh Stanley cùng với con trai đi lấy tuyết bên ngoài, đảm bảo lượng nước chảy ra có thể tắm và giặt được. Khi những người đàn ông trong nhà chuẩn bị xong nước nóng, thì người phụ nữ gia đình gồm vợ và con gái sẵn sàng giặt giũ. Họ không dùng máy giặt, toàn bộ quần áo đều giặt bằng tay không nhờ thứ nước lấy từ tuyết được đun nóng cho tan chảy. Giặt xong, họ lại mang đồ ra ngoài phơi ngoài trời. Không khí bên ngoài lạnh và khô nên quần áo nhanh chóng đóng băng chỉ sau vài phút. Họ chỉ cần đứng đợi rồi mang luôn quần áo vào nhà. Nhà tắm của người dân làng Yakutia được thiết kế như phòng xông hơi. Sức nóng của phòng xông hơi ướt giúp mọi người thư giãn, giải tỏa căng thẳng và tăng cường hệ miễn dịch. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên 3 miền trong hôm nay, mùng 4 tháng 3. Bắc Bộ, nhiều mây, đôi lúc có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Trung Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đôi lúc có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời quang mây, ngày nắng, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, đôi lúc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau đó trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng phía Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối hôm nay, mùng 4 tháng 3. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.